Những người tham gia biểu tình bao gồm nạn nhân trực tiếp còn sống sót và thân nhân của chế độ diệt chủng đã biểu thị đồng tình với phát biểu của ông Chung Mây, Chủ tịch Hiệp hội các nạn nhân của Campuchia Dân Chủ, khi ông này kịch liệt phản đối phát biểu xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm nặng nề đối với 3 triệu người đã chết do chế độ diệt chủng Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979, trong đó có khoảng 2 vạn người đã chết ở nhà tù khét tiếng Tuôn Slang. Ông Chung Mây bác bỏ hoàn toàn luận điệu của ông Ken Sukha và khẳng định rằng cuộc tấn công thần tốc của Mặt trời Dân tộc Cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam vào giải phóng thủ đô Phnom Penh ngày 7 tháng 1 năm 1979 đã khiến bọn đao phủ ở Tuôn Slang phải tháo chạy hoảng loạn, để lại chứng tích về sự dã man của chúng. Chính cựu giám đốc nhà tù Tuôn Slang đã phải nhận tội trước tòa án xét xử tội ác và bị kết án hơn 30 năm tù giam. Cũng trong ngày, tại nhiều địa phương của Campuchia cũng diễn ra các cuộc biểu tình tương tự.